Dạ, cảm ơn cô Phong Lan, cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Pao Talk. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 8 giờ tối. Dạ, con xin lỗi, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng. Kinh số 53, Kinh Hữu Học, Sê Khá, Sút Tá, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải, điều hợp thảo luận Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Con kính cung thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Xin hỏi vì có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng tọa Lực Đẳng cùng chư Tôn Đức. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học trong một kinh, bài kinh số 53, kinh Hữu Học. Bài kinh này do tôn giả Ananda vâng lời Đức Phật thuyết về cái pháp hữu học cho các vị
cái dòng Thích Ca nghe. Và đây thưa quý vị, vì tôn giả Ananda cũng là bậc khẩu học mà đã đạt đến tuệ phân tích của bậc khẩu học Sekha Patisamphida. Ngài là vị đa văn và hốt sức tác, và Đức Phật đã biết rằng là tôn giả Ananda có thể dẹp trừ cái sự kiêu mạn của các vị dục Thích Ca, và do đó cho nên ngài không có thuyết. Ngài bảo tôn giả Ananda thuyết, và sau khi tôn giả Ananda đã thuyết pháp của bậc khẩu học, thì Đức Thế Tôn ngài đã khen ngợi người đã xác chứng cái bài thuyết giảng của tôn giả Ananda, khiến cho các vị dòng Thích Ca, trong đó một số cũng là bậc khẩu học, họ rất quan hệ. Và hôm nay trọng tâm của bài kinh này là nói đến pháp của bậc khẩu học, sẽ giúp cho chúng ta hiểu được đối với các bậc thánh, bậc vô học ngài có những cái pháp khác, và bậc hữu học ngài thành tựu những cái pháp khác, và sẽ càng làm cho chúng ta có niềm tin vững chắc hơn đối với bốn bậc thánh. Và bây giờ thì trước hết xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho trích kinh, sau đó xin cung thỉnh thưa tội giác đẳng giảng giải bài học này, bài kinh này. Đừng biết hôm nay thưa tội giác đẳng sẽ điện thuyết cho thượng tọa Tây Nguyên. Xin mời cô Nguyên Xuân. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dọn nhập cho bài học ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Matthima Nikaya, kinh số 53, kinh Hữu Học Sekha Sutta. Hữu học xê khá chỉ cho những ba bậc thánh vẫn còn phải tu tập là Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Tên bài kinh được lấy từ nội dung pháp thoại về những pháp mà bậc thánh hữu cần tung tu để đạt đến cứu cánh giải thoát viên mãn. Thổ ấy Đức Thế Tôn trú ở chùa Nirotha Kapilavastu giữa dòng họ Sắc Giá Thích Ca. Bấy giờ Hoàng tộc Thích Ca xây dựng một hội trường và cung thỉnh Đức Phật cùng chư tăng
đến cúng dường thực phẩm trong lễ khánh thành. Trong dịp này, Đức Phật đã thuyết pháp, rồi sau đó Ngài dạy tôn giả Ananda giảng về pháp tu tập của bậc hữu học. Trong bài pháp này, tôn giả Ananda nói về hai phần, hạnh đức gồm 12 pháp và minh đức gồm 3 pháp, cộng chung lại được gọi là bậc minh hạnh túc. Sắc giá Mahanama là một hoàng thân dòng Thích Ca, anh ruột tôn giả Anuruddha. Vị này sùng tín Tam Bảo và là người nối nghiệp vua Tịnh Phạn, và sau này xây dựng kinh đô Kapilavastu mới 256. Hành trình của các bậc thánh hữu học. Một số lớn các vị trong hoàng tộc Thích Ca là bậc thánh hữu học, do vậy Đức Thế Tôn đã dạy tôn giả Ananda thuyết về pháp hành để hoàn tất sự tu tập. Kinh văn: Như tôi nghe, một Thế Tôn sống giữa Sắc Giá, Thích Gia, thành Kapilavastu tại Tịnh Xá, Nirodha. Lúc bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên không bao lâu cho các Sắc Giá ở Kapilavastu, và chưa được một sa môn, bà la môn hay một người nào đến ở. Rồi các Sắc Giá ở Kapilavastu đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Các Sắc Giá ở Kapilavastu đang ngồi một bên bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng đường mới được dựng lên không bao lâu cho các Sắc Giá ở Kapilavastu, và chưa được một sa môn, bà la môn hay một người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi các Sắc Giá ở Kapilavastu sẽ dùng sau, và như vậy các vị Sắc Giá ở Kapilavastu sẽ hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. Thế Tôn im lặng nhận lời. Các vị Sắc Giá ở Kapilavastu sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, bảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi đi đến ngôi giảng đường. Sau khi đến, cho lấy nệm trải khắp giảng đường, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghè nước, treo đèn dầu, rồi đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, bảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Các Sắc Giá ở Kapilavastu đứng một bên bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải nệm tất cả, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, ghè nước đã được đặt sẵn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp thời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng tỳ kheo tăng đi đến giảng đường. Sau khi đến, Ngài rửa chân, bước vào ngôi giảng đường và ngồi xuống, dựa vào cột ở giữa, mặt hướng phía đông. Chúng tỳ kheo tăng sau khi rửa chân, bước vào giảng đường, ngồi dựa vào bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, với Thế Tôn ngồi trước họ. Các Sắc Giá ở thành Kapilavastu cũng rửa chân, bước vào ngôi giảng đường, rồi ngồi xuống dựa vào bức tường phía đông, mặt hướng về phía tây, với Thế Tôn ngồi trước mặt. Rồi Thế Tôn cho đến quá nửa đêm, thuyết pháp, khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Sắc Giá ở Kapilavastu, rồi nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy giảng hữu học đạo cho các Sắc Giá ở Kapilavastu, ta bị đau lưng, ta sẽ nằm nghỉ. Thưa vâng, bậc Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn trải đại y gấp bốn lại, nằm xuống phía bên hông bên hữu như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. 257. Lối sống của bậc thánh hữu học. Giới học tăng thượng ở đây được dạy về tứ thanh tịnh giới. Kinh văn: Rồi tôn giả Ananda nói với Sắc Giá Mahanama: Ở đây này, Mahanama, vị thánh đệ tử, thành tựu giới hạnh, hộ trì các căn, biết tiết độ trong ăn uống,
chú tâm cảnh giác, thành tựu bảy diệu pháp, hiện tại lạc trú bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Và này Má Ha Na Má, thế nào là vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh? Ở đây, này Má Ha Na Má, vị thánh đệ tử có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các học pháp. Này Má Ha Na Má, như vậy là vì thánh đệ tử thành tựu giới hạnh. Và này Má Ha Na Má, thế nào là vì thánh đệ tử hộ trì các căn? Ở đây, này Má Ha Na Má, vì thánh đệ tử khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vì ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Này Má Ha Na Má, như vậy là vì thánh đệ tử hộ trì các căn. Và này Má Ha Na Má, thế nào là vì thánh đệ tử biết tiết độ trong ăn uống? Ở đây, này Má Ha Na Má, vì thánh đệ tử chơn chánh giác sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn. Này Má Ha Na Má, như vậy là vì thánh đệ tử biết tiết độ trong sự ăn uống. Và này Má Ha Na Má, thế nào là vì thánh đệ tử chú tâm cảnh giác? Ở đây, này Má Ha Na Má, vì thánh đệ tử ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh giữa, vị này nằm xuống bên phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này Má Ha Na Má, như vậy là vì thánh đệ tử chú tâm cảnh giác. 258. Bảy hạnh đức của bậc thánh hữu học. Bảy pháp cao quý được tìm thấy ở bậc thánh hữu học là tín, tàm, quý, tấn, văn, niệm, tuệ. Và này Má Ha Na Má, thế nào là vì thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp? Ở đây, này Má Ha Na Má, vì thánh đệ tử có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai, Ngài là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì này có lòng tàm, từ xấu hổ vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, từ xấu hổ vì thành tựu ác, bất thiện pháp. Vì này có lòng quý, từ sợ hãi vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, từ sợ hãi vì thành tựu ác, bất thiện pháp. Vì này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe. Những pháp này, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp như vậy, vì ấy nghe nhiều, thọ trì, đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, được chánh kiến thể nhập. Vì ấy sống tinh tấn, tinh cần, tinh tấn,
trừ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Vì ấy khó niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Vì ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Này Mahanama, như vậy vì thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp. 259. Tu tập nội tại với các thiền chứng. Định học tăng thượng được mô tả với các thiền chứng. Và này Mahanama, thế nào là vị thánh đệ tử hiện tại lạc trú bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức? Ở đây, này Mahanama, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc. Do ly dục sanh, có tầm, có tứ, diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tịnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ấy chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Mahanama, như vậy là vì thánh đệ tử hiện tại lạc trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Này Mahanama, khi một vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vị thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học, có chứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các ách phượng. Này Mahanama, ví như có 8, có 10 hay có 12 trứng gà, được gà mái khéo ấp ngồi, khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng, dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ý muốn. Mong rằng các con gà con của ta, sau khi phá vỡ vỏ trứng với móng chân hay với mỏ của chúng, thoát ra ngoài một cách an toàn. Những con gà con ấy, sau khi phá vỡ vỏ trứng với móng chân hay mỏ của chúng, có thể thoát ra ngoài một cách an toàn. Cũng vậy, này Mahanama, khi một vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vì thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học, có chứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các ách phượng. 256. Giác ngộ với tam minh. Tuệ học tăng thượng được trình bày với tam minh. Kinh văn. Này Mahanama, vì thánh đệ tử ấy, khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ,
ta được sanh ra ở đây. Như vậy vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Đây là sự phá vỡ thứ nhất của con gà con trong khỏi vỏ trứng. Này Mahānāma, vị thánh đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với thân nhiễm, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ rằng thật sự những vị chúng sanh này thành tựu các ác hạnh về thân, thành tựu các những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiền hạnh về thân, thành tựu những thiền hạnh về lời nói, những thành tựu thiền hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là sự phá vỡ thứ hai của con gà con ra khỏi vỏ trứng. Này Mahānāma, vị thầy tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với sự đoàn tận các lạc hậu hoặc tự mình ngay trong hiện tại, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là sự phá vỡ thứ ba của con gà con ra khỏi vỏ trứng. Này Mahānāma, vị thánh đệ tử nào thành tựu giới hạnh như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Mahānāma, vị thánh đệ tử nào hộ trì các căn như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Mahānāma, vị thánh đệ tử nào có tiết độ trong ăn uống như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Mahānāma, vị thánh đệ tử nào chú tâm cảnh giác như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Mahānāma, vị thánh đệ tử nào đầy đủ bảy diệu pháp như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Mahānāma, vị thánh đệ tử nào hiện tại lạc trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Mahānāma, vị thánh đệ tử nào nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt như một đời, hai đời như trên, cùng với các nét đại cương và các chi tiết, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Này Mahānāma, vị thánh đệ tử nào với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh như trên đều do hạnh nghiệp của họ, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Này Mahānāma, vị thánh đệ tử nào với sự đoạn tận các luật lậu hoặc tự mình ngay trong hiện tại, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. 258. Sự ấn khả của Thế Tôn. Một bậc đầy đủ 15 pháp trên là bậc minh hạnh cụ túc. Những gì được tôn giả Ananda trình bày sau đó được đức thiện thể xác chứng. Kinh văn: Như vậy này Mahānāma, vị thánh đệ tử được gọi là minh hạnh, là minh cụ túc, hạnh cụ túc, minh hạnh cụ túc. Này Mahānāma, phạm thiên sa năng cú ma rá thường đồng hình phạm thiên có nói bài kệ như sau: chúng sanh tinh giai cấp vương tộc là tối thượng, vị minh hạnh cụ túc
tối thắng ở nhân thiên. Này Mahanama, bài kệ ấy được Phạm Thiên Sanan Kumara khéo hát, không phải vùng hát, khéo nói, không phải vùng nói, có ý nghĩa, không phải vô nghĩa, và được Thế Tôn ấn khả. Rồi Thế Tôn ngồi dậy nói với Tôn giả Ananda, lành thay Ananda, thật lành thay. Này Ananda, người đã giảng hữu học đạo cho các sắc giá Thích Ca ở Kapila Quách Thú, Ca Tỳ La Vệ. Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư ấn khả, các vị sắc gia ở Kapila Quách Thú hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Ananda dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đại kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh thường tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con cung kính thỉnh ngài. Tổ sư đã lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý vị. Thưa quý vị quan hệ cho chúng tôi biết rằng quý vị có nghe được không? Và có vị nào làm việc ở bên Zoom có nghe được không vậy? Dạ, anh đang rõ vậy nghe. Dạ vâng. Dạ. Thưa quý vị. Hôm nay chưa được tự quyền bận việc đi xa không có giảng được, do đó chúng tôi đi khuyết. Và trước khi đi vào nội dung của bài kinh ngày hôm nay, chúng tôi xin được có một vài điều nói ở bên ngoài lề một chút liên quan đến bài kinh này. Trước hết là thưa quý vị, có một cái hình ảnh được ghi trong bài kinh này là khi Đức Thế Tôn về thành Ca Tỳ La Vệ, tức là cái kinh đô của dòng họ Thích Ca, thì ngài ở tại nghe được không? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Và thay vì sau khi hoàn tất là bởi lễ khánh thành thì các vị vào sử dụng, thì các vị lại thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để sử dụng cái của trường này đầu tiên, và với cái lời thỉnh cầu rằng làm như vậy thì các vị dục Thích Ca sẽ được an lạc lâu dài. Thưa quý vị, điều này đã tạo nên một cái phong tục rất là lớn ở tại các quốc gia Phật giáo. Khi mà người ta cất một cái cơ sở lớn, dù là một cơ sở thương mại, một hội trường hay một cái
kể cả cái nhà ở thì ngày hôm nay người ta vẫn còn có cái phong tục là thỉnh chư tăng về sử dụng ngôi nhà đó là một cái trại đường, tức là nơi cúng dường chư tăng đầu tiên, rồi nơi đó là một cái pháp hội để thuyết pháp, rồi sau đó người ta mới sử dụng, sau đó người ta mới sử dụng cái ngôi nhà này. Để chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi ở bên Thái Lan, ở Ubon đó, có một lần không quân của hoàng gia Thái Lan, lúc bây giờ thỉnh chư tăng đến phi trường Ubon là phi trường rất là lớn, thì ở chùa ngài cả, ngài bảo đi thì đi thôi, nhưng mà đến đó tôi biết rằng đó là một cái nhà đa dụng được sử dụng ở trong cái căn cứ không quân. Nhưng mà cái phong tục của người Thái đó là khi một ngôi nhà như vậy vừa cất xong đó, thì họ cũng mời chư tăng đến để tụng kinh, để thuyết pháp. Và cái phong tục vẫn còn cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị. Và rồi thưa quý vị, một cái hình ảnh khác mà chúng ta là nếu Đức Thế Tôn ngài ngồi mà có nhiều hướng mà ngài lựa chọn ở đây thì cho chúng ta có một cái cảm nhận là cái hội trường mà dùng Thích Ca làm có thể là hình tròn hay là hình lục giác ấy. Thì Đức Thế Tôn ngài chọn cái hướng là ngồi dựa lưng vào hướng Tây mà nhìn về hướng Đông. Hướng Đông, và ở trong rất là nhiều trường hợp, thí dụ như là ở cõi Bồ Đề mà chúng ta chỉ biết khi Đức Thế Tôn ngồi thì ngài cũng ngồi ngài hướng về hướng Đông. Thì ở trong cái văn hóa của Ấn Độ đó là hướng Đông là hướng sinh khí vượng, và hướng Tây là hướng mà thường là cái chỗ đó là chỗ là cái hướng mà mặt trời lặn. Thì Đức Phật ngày ngồi thì luôn luôn một ngày ngồi hướng về hướng Đông. Và do vậy ở đây cũng là một cái sự định vị về phương hướng. Ở tại các ngôi chùa, các xứ Phật giáo, người ta cất chùa, người ta hay cất cái chánh điện có cái cửa từ tượng Phật ngó ra, từ mặt Phật ngó ra là ngó về hướng Đông. Cho đến ngày hôm nay vẫn còn ảnh hưởng cái gọi là văn hóa này. Và nếu chúng ta đọc ở trong bài kinh này đó, thì có một hình ảnh cũng tương đối rất là quen thuộc, là thỉnh thoảng Đức Thế Tôn này thuyết pháp rất là khuya cho chư tăng và quý Phật tử. Nhưng mà rồi đến một giờ nào đó đó thì khi mọi người cũng muốn nghe pháp đó, thì Đức Phật ngài dạy ngài Xá Lợi Phất hay là Tôn giả Na Đa, trong trường hợp này Tôn giả Na Đa thuyết thay cho ngài, tại vì ngài thấy rằng đại chúng vẫn còn muốn nghe pháp. Và ngài ngài nằm xuống ở trong thế gọi là nghỉ, nằm nghỉ. Thì cái thế nằm này đó trở thành một cái pho tượng rất là phổ thông, pho tượng rất là phổ thông ở tại các xứ Phật giáo Nam Tông. Có đôi khi người ta lầm pho tượng này với pho tượng Niết Bàn, nhưng tượng Niết Bàn thì hai bàn chân lệch, cũng là hai bàn chân rất là ngay ở trên nhau. Và pho tượng này biểu trưng cho một hình ảnh là Thế Tôn nằm, nhưng mà ngài chứng minh cho cái ngài lắng nghe và ngài chứng minh cho những gì được nói đến. Và thông thường khi mà Đức Thế Tôn ngài ngồi dậy sau thời pháp đó, thì ngài sẽ có cái lời xác chứng với thời pháp đó. Rằng những cái pho tượng nằm ở tại các quốc gia Phật giáo đó thường là những cái những ngôi chùa hay những giảng đường mà có thờ pho tượng đó, chỉ cho cái sự xác minh về cái tánh tích nguyên nguyên của chánh pháp, như là chúng ta nghe ở trong bài kinh Phúng Tụng hay kinh Thập Thượng, hoặc giả là chúng ta đọc cái bài kinh Hữu Học ngày hôm nay cũng đưa ra hình ảnh như vậy. Thì thưa quý vị,
đó là vài điều mà nằm ở bên ngoài, nằm ở bên ngoài nội dung của bài kinh, nhưng mà lại liên hệ đến kinh này. Ở trong bài kinh này có một nhân vật mà chúng ta nên biết là Đức Vua Mahanama của dòng Thích Ca. Thật ra thì Hoàng Thân Mahanama thật là anh ruột của Ngài Anuruddha, anh ruột của Hoàng tử Anuruddha. Vì sau này Ngài Anuruddha xuất gia đó, trở thành một vị đệ nhất về thiên nhãn đó. Thì bây giờ Ngài Mahanama là cái vị mà thừa kế cái ngai vàng của vua Tịnh Vạn. Như chúng ta biết rằng khi mà Thái tử Siddhartha chào đời thì vua Tịnh Vạn đã có một lập tâm là thái tử trở thành Đông Cung, và năm Thái tử lên 16 tuổi đó, thì nhà vua đã truyền ngôi. Nhưng mà năm 29 tuổi đó, thì ngài rời bỏ cung và thành địa ngục thành Quỳ Sa Môn. Thì khi ngài ra đi thì vua Tịnh Vạn tiếp tục lo việc triều chính. Tại vì khi mà ngài đăng quang năm 16 tuổi cho đến 13 năm sau, mà năm 29 tuổi ngài rời khỏi hoàng cung đó, thì mặc dù trên danh nghĩa là đã đăng quang rồi, nhưng mà vua Tịnh Vạn vẫn lo tất cả những việc triều chính, mặc dù đóng cái vai trò như là vị thái thượng hoàng. Thì sau khi mà thái tử Siddhartha rời khỏi hoàng cung, vua Tịnh Vạn vẫn tiếp tục công việc triều chính, và ngài chờ cho đến khi thái tử Lahurahula lớn lên để truyền ngôi, hoặc giả là một người em cùng cha khác mẹ khác là Tunjanananda. Tunjanananda cũng lớn lên, trưởng thành và lập gia đình xong thì cũng truyền ngôi. Nhưng mà rồi sau đó Đức Thế Tôn trở về Ca Tỳ La Vệ, lúc bây giờ Tôn giả Rahula cũng gia và Hoàng tử Nanda cũng xuất gia. Và do vậy sau đó cái ngai vàng của Dục Thích Ca được giao lại cho Hoàng thân Mahanama. Và vị Hoàng thân này cũng là người đã sống sót trong cái cuộc thảm sát của vua Lưu Ly, nhà vua Lưu Ly của xứ Khô Sa Lát. Và vị này đã lập ra một cái thành Ca Tỳ La Vệ mà chúng ta gọi là hậu Ca Tỳ La Vệ, ngày hôm nay vẫn còn cái di tích. Đó là câu chuyện mà liên quan đến Hoàng thân Mahanama. Thế thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào một cái từ ngữ mà được liên dịch từ các bản kinh cổ. Những cái bản kinh này thường dùng cái chữ gọi là hữu học và vô học. Ở trong tiếng Việt của chúng ta đó, thì cái chữ hữu học gọi là có học, và vô học là người thất học. Thì cái chữ hữu học vô học không được hiểu ở tại đây như vậy. Ở trong cái chữ mà chỉ xét khá ở đây chỉ cho một một học viên, một học sinh, một người đang học, một người đang tu, một người đang tu tức là người chưa hoàn tất cái việc tu tập của mình. Và a xét khá được hiểu là một vị đã hoàn tất sự tu tập. Thành ra cái chữ mà xét khá ở đây chỉ cho một bậc thánh đang hành trình trên giác ngộ giải thoát, và một vị A-xét-khá tức là một vị A-xét-khá là vị đã hoàn cần, gọi là những gì nên làm đã làm, và gọi là bậc vô học. Đó là cái chữ mà hữu học và vô học ở trong kinh ấy, nó hiểu khác với ngoài đời, chúng ta phải rất là cẩn thận. Ví dụ như chúng ta nói vì Ngài Xá Lợi Phất là bậc vô học á, thì người đời họ không nghe, không biết, họ không quen, họ tưởng nó vô học tức là người không có học, học vấn, học thức, không phải như vậy. Cái chữ chữ hữu học ở đây tức là bậc vẫn còn đang hành trình, và bậc vô học ở đây là bậc đã hoàn tất cuộc hành trình. Hai chữ này rất là dễ sai lầm, rất là dễ lầm lẫn trong cái ý nghĩa thưởng thức và trong cái
danh từ chuyên môn của Phật học. Cái chữ gì khi mà Đức Thế Tôn trở về thành Ca Tỳ La Vệ, một số lớn các vị trong hoàng tộc Thích Tăng trở thành những bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Đà Hàm. Và những vị này vẫn sống đời sống cư sĩ. Và khi khánh thành cái ngôi phước xá lớn này thì thỉnh Đức Phật đến, và sau pháp thoại Đức Phật làm cho mọi người phấn khởi đó, thì Ngài đã dạy Tôn Đại Giá Ananda giảng về cái pháp hữu học, tức là cái pháp mà một vị thánh chưa có giác ngộ hoàn toàn, chưa hoàn tất con đường tu tập về hành trì. Và Tôn Giá Ananda đã phân lời Đức Phật. Thì trong cái câu chuyện này, Tôn Giá Ananda Ngài cũng dạy về giới định tuệ. Nhưng mà thông thường đó là giới định tuệ là được xem như là một mẫu gia. Đây là giới định, đây là tuệ. Nhưng mà ở đây Tôn Giá Ananda giảng cho những cái vị ở trong dòng Thích Ca, Ngài không dùng cái hình mẫu của giới định tuệ tam học, mà thay vào đó Ngài dùng chữ gọi là hạnh đức và minh đức. Như chúng ta nghe cái câu gọi là minh hạnh túc, minh hạnh túc nói về hạnh đức và minh đức. Hạnh đức ở đây chỉ cho lối sống, và minh đức ở đây chỉ cho tuệ giác. Thì cái hạnh đức ở đây chỉ cho của lối sống đẹp của một cái vị thánh hữu học. Thật ra mở đầu thì về điểm này thì cũng là tứ thanh tịnh giới mà chúng ta được biết, đó là giới thanh tịnh giới, rồi lục căn thanh tịnh giới, rồi quán tưởng thanh tịnh giới, rồi chánh bàn thanh tịnh giới. Những cái pháp đó gọi là tứ thanh tịnh giới của người xuất gia. Thì nếu chúng ta đọc lại ở trong bài kinh này đó, thì một cái vị mà thánh hữu học là vị sống tuân thủ tốt những giới luật mà Đức Phật truyền dạy, vì đó sống không có nặng về thị hiếu của các căn, và các vị có tiết độ tiết giảm trong các căn, và vị này sống nuôi bạn một cách chân chất, và đồng thời vị này sống có cái đời sống không có thất niệm, tức là đời sống có chánh niệm. Trong câu chuyện mà chúng ta được nghe ở bài kinh này, thưa quý vị, cho quý vị qua khí sơ chúng tôi một chút nhé. Thưa quý vị, dựa trên đời sống của một vị mà tiết độ trong sự ăn uống, cái vị thành tựu các căn, thành tựu giới hạnh hộ trì các căn, tiết độ ăn uống và sống đời sống tỉnh giác đó, bốn cái đời sống đó thì mặc dù chúng ta nghe nó là một cái gì đó nó tương đối nó rời rạc, nhưng mà thật ra nếu chúng ta đọc kỹ ở trong cái giới bổn mà chư Phật trong quá khứ hiện tại vị lai đưa ra đó, thì cái đó là cái căn bản của đời sống tu Phật. Đời sống tu tập tức là biết hộ trì giới bổn, phòng hộ các căn, rồi tiến độ trong sự ăn uống, sống tỉnh giác, là những điều mà chúng ta thường nghe. Nói một cách khác là về đời sống tinh thần đó, một khi mà một bậc đã trở thành một vị thánh như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, thì
các ngài dù là còn có dư sót phiền não, nhưng mà các ngài sống không còn nghiêng nặng về thể dục. Phần đông đời sống của chúng ta bây giờ đó thì chúng ta rất là nghiêng nặng về đời sống thể dục. Và do nghiêng nặng về đời sống thể dục đó, chúng ta không có ưu tiên để gìn giữ giới bổn, chúng ta không ưu tiên để hộ trì các căn, chúng ta không ưu tiên chế độ trong ăn uống, và chúng ta không có ưu tiên về cái đời sống tỉnh giác. Bốn cái nếp sống này đó là bốn cái nếp sống rất là tiêu biểu của một cái vị thánh đệ tử Phật. Và bên cạnh đó, đó thì các vị thành tựu bảy cái pháp, ở đây gọi là bảy cái diệu pháp, nhưng mà khi ta nghe đến diệu pháp thì chúng ta nghĩ rằng đó là pháp Phật, nhưng mà chỉ thành tựu bảy cái đức tánh mà được xem như là cao quý, và đức hạnh cao quý của một đời sống tu tập, đó là thành tựu niềm tin, thành tựu lòng tham, thành tựu thần quý, thành tựu đa văn, và thành tựu về tinh tấn, thành tựu về niềm, thành tựu về tuệ, và thành tựu về niềm tuệ. Chúng ta gọi là tính tham quý, tấn văn niệm tuệ, bảy cái đức tính, bảy cái pháp cao quý đó được tìm thấy như là một cái sự thể hiện rất là rõ nét của một cái vị thánh đệ tử Phật. Riêng về chữ niệm ở đây đó, chữ niệm ở trong bảy đức tính này lại nói về trí nhớ. Chúng ta nói là ức niệm, có nhiều vị chữ sát ký dịch là ức niệm, tức là trí nhớ. Tại sao dịch là ức niệm? Bởi vì thứ vị niệm ấy, tức là không có quên lãng. Căn bản của đời sống niệm là không có quên lãng. Thí dụ mình đặt một cái gì đó, một cái chìa khóa ở chỗ nào đó, khi mình đặt xuống, cái tâm mình để nhớ là mình đặt chìa khóa ở đây, để lát nữa mình không có quên. Khi mà lát nữa mình đi quên, tức là mình thất niệm. Thật ra một vị tu chánh niệm ấy, tức là bị để tâm vào cái gì mình làm, nhưng mà một cái đặc điểm là vì đó có cái trí nhớ rất tốt, và rất tốt về những gì mình làm, và cái điều gì mình đã học mình không có quên. Và cái đây cái đặc điểm của vị tu về niệm. Thì trong bảy pháp tính, tàm, quý, tấn, văn, niệm, tuệ đó, thì bảy pháp này được xem như là bảy đức tánh mà có thể tìm thấy dễ dàng trong một cuộc sống rất là tích cực, rất là đẹp của một vị thánh hữu học, khi mà đã đi vào trong một thánh bước. Và những hành đức này được phát triển cùng với bốn cái nếp sống kể trên đó, thì nó tạo ra cái gọi là hành của một vị tu tập. Nhưng mà chưa hết. Khi mà nói là hạnh ngoài bốn cái lối sống, bảy cái pháp cao quý, vị này còn thành tựu được bốn cái thiền chứng. Và bốn cái thiền chứng này ở một mặt nào đó đó thì cái thiền chứng thứ nhất đó, gọi là một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Và sau cái hỷ lạc do ly dục sanh đó, thì vị này thành tựu cái trạng thái thứ hai gọi là hỷ lạc do định sanh. Và cái hỷ lạc do định sanh nó khác với do ly dục sanh là chỗ này. Là khi một vị tu chứng sơ thiền đó, thì trong cái cảm giác thiền định đầu tiên là vị đã thấy sống tách rời ra khỏi cái nhu cầu về mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, người nếm, thân xúc chạm. Như trong đời sống hàng ngày, mỗi chúng ta đều có cái nhu cầu của sắc thinh khí vị xúc, hay là thấy nghe người đếm đủ. Và nếu mà có nhu cầu thì tự nhiên chúng ta cần sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon cơm, vị ngon xúc. Và tu thiền là một cái trạng thái đầu tiên khi mà chứng sơ thiền, là cảm nhận được cái hạnh phúc mà do ly dục sanh. Và cái trạng thái nhị thiền, mà ở đây nhị thiền theo kinh Tạng đó, là một trạng thái hỷ lạc do định sanh, do cái định lực tập trung. Và ở đây chứ thì cái
anh thấy qua trạng thái thứ ba gọi là xả niệm lạc trú, dạ, xả niệm lạc trú, và trạng thái thứ tư gọi là xả niệm thanh tịnh. Thì bốn cái trạng thái này là bốn cái trình độ mà về thiền chứng, yeah, hỷ lạc do ly dục sanh, hỷ lạc do định sanh, rồi xả niệm lạc trú, rồi xả niệm thanh tịnh. Chúng ta có thể mường tượng việc này. Bây giờ chúng tôi nói là một người quen cuộc sống ăn chơi, đi casino rồi nhậu nhẹt vân vân, rồi cho đến lúc nào đó vị này tìm được cái cuộc sống tinh thần, và cuộc sống tinh thần này vị này cảm thấy hạnh phúc là bởi vì nó không có những cái rộn ràng của những cuộc vui thú suốt sáng thận đận người thâu đêm, vị này không cảm thấy phải lăng xăng, thì vị này hưởng được cảm giác thanh tịnh. Thì cái đó là mình tạm gọi là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Nhưng mà từ cái sự ly dục đó đó, vị này phát triển được tâm định, thấy là cái tâm của mình sống có chiều sâu hơn, tâm của mình sống có liền với thực tại nhiều hơn. Chúng tôi tạm cái lấy ví dụ đó là một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Rồi từ cái đời sống mà thưa quý vị ít rộn ràng, ít buồn phiền, đời sống rất là nhẹ nhàng, mà trong sự nhẹ nhàng bị này cảm giác được hạnh phúc, thì cái đó chúng ta tạm gọi là xả niệm lạc trú. Rồi đến một lúc nào đó do sanh niệm được trứng thuần thục á, thì vị này sống một cách rất là nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng này mình rất là khó diễn tả, như một vị thế ngoại cao nhân, như là một người không còn có cái nhu cầu để mà tranh đua danh lợi, như một người không còn có cái nhu cầu mà phải tích tập tài sản về vật chất nữa, thì chúng ta tạm gọi đó là một trạng thái xả niệm thanh tịnh. Và cái trạng thái hạnh phúc này nhiều khi mà chúng ta không có dễ dàng để nói để trình. Thì thứ gì ở tại đây đó, chúng ta có thể, giờ quý vị còn nghe được không? Dạ, xin hỏi quý vị còn nghe được không? Chứ quý vị chơi, tôi không chút nhớ. Dạ, âm thanh rõ mình. Dạ, dạ thông. Dạ. Dạ, thì bốn cái trạng thái hạnh phúc này là gọi là bốn cái thiền chứng. Dạ, hỷ lạc cho ly dục sanh, hỷ lạc cho định sanh, rồi xả niệm lạc trú, xả niệm thanh định, là mô tả bốn cái thiền chứng. Thì bốn thiền chứng này cộng với bảy đức tính cao quý và bốn lối sống đó, thì thưa quý vị, như vậy đó, chúng ta có tất cả là 15 cái gọi là hạnh đức, dạ, charana, 15 charana, và ba cái minh, ba minh ở đây là tam minh. Tam minh ở đây là vị này có cái khả năng nhớ biết về tiền kiếp, dạ, là túc mạng minh. Rồi từ sự nhớ biết về tiền kiếp, vị này thấy được cái đầu mối của sanh tử, nhân nào duyên nào mà một người đã làm gì, rồi do làm gì để quả bị cái quả gì của mình, cái đó gọi là sanh tử minh. Và từ cái thấy biết về trầm luân sanh tử, vị này hiểu rõ đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, và đây chỉ vì khổ, đây là con đường dẫn đến chỉ khổ, và thấy rõ điều đó vì đoạn tận kiết sử, gọi là lậu tận minh. Dạ, thì ba cái minh này tạo ra một cái mà ngài Ananda ngài gọi là minh đức, dạ, hạnh đức và minh đức, gọi là minh đức, minh hạnh cụ túc, hay chúng ta gọi là minh hạnh túc. Thì ở trong Phật pháp đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh, từ trong kinh Tạng Thắng Pháp Tạng đó, thì đều thường nói đến hai cái trạng thái gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Dạ, tâm giải thoát ở đây có nghĩa là định và niệm đủ sáng, đủ mạnh, đủ thanh tịnh. Và tuệ giải thoát ở đây là cái trí tuệ sắc bén. Dạ, cái trí tuệ này có thể nhìn thấy xuyên suốt. Chúng ta tạm
gọi Minh và Hạnh đó. Dạ, Minh và Hạnh giống như là Minh đó là đôi mắt sáng, và Hạnh giống như là đôi chân khỏe. Dạ, đôi một người có đôi mắt sáng nhưng mà chân không khỏe thì đi không có nhanh, không đến nơi đến chốn được, mà đôi chân rất là khỏe nhưng đôi mắt mờ đó thì cũng không đi về đâu. Hay là ngày xưa chúng ta nghe câu chuyện đó là có một người què và người mù. Thì cái người mù á, đôi mắt yếu không thấy được đường nhưng mà đôi chân khỏe, và người què đôi chân yếu á, mà đôi mắt sáng. Thật ra người mù mới cõng người què. Thì như vậy họ bổ túc cho nhau rồi họ đi đến đạt cái mục đích. Thì ở đây chúng ta tạm gọi cái sức mạnh của hạnh đức thì giống như đôi chân, và cái sức mạnh của minh đức thì giống như đôi mắt, hay hoặc giả là tâm giải thoát giống như đôi chân khỏe và tuệ giải thoát như đôi mắt sáng. Thì hai điều đó nó có đặc tính là bổ túc cho nhau trong cuộc sống. Thưa quý vị, một cái ví dụ khác mà chúng ta có thể hiểu được là ở trong một cái sự xây dựng một quốc gia đó, người ta luôn luôn cần đến hai thứ. Một là cái tài nguyên thiên nhiên, được có quặng mỏ, mỏ dầu, mỏ vàng, mỏ đồng, mỏ sắt luôn luôn. Và ngoài cái tài nguyên thiên nhiên thì người ta còn cần thứ nữa, đó là cái dân trí hay là cái trình độ học vấn. Có nhiều trường đại học, khi người ta có trình độ rồi họ mới khai thác đúng, khai thác đủ, vận dụng hết những cái tiềm lực của đất nước. Thì cả hai điều này cũng phải có. Một đất nước mà có trình độ dân trí cao nhưng mà tài nguyên nghèo nàn thì cũng không có giàu có được. Mà một đất nước tài nguyên nghèo giàu, tài nguyên giàu mà dân trí thấp quá thì thật sự cũng khó tận dụng hết. Nên hai thứ này nó rất là cần. Và con người chúng ta đó, thì chúng ta hay đề cập đến là tình cảm và lý trí. Dạ, tình cảm và lý trí. Thì có những con người mà thứ thì trí tuệ họ rất là tốt, nhưng mà về phương diện cảm xúc của họ đó, thì nóng lạnh vô chừng. Về phương diện cảm xúc họ nó không có điều hòa, về cảm xúc không có vững vàng. Và cũng có những người khác đó, về phương diện cảm xúc thì rất là tốt, nhưng mà rồi về phương diện trí năng thì không được bén nhạy, đanh lợi. Trong Phật Pháp luôn luôn nói đến hai cái phương diện. Một phương diện gọi là hạnh đức, một phương diện minh đức. Thì thật ra nếu chúng ta nhìn kỹ thì ở trong cái gọi là hạnh đức nó bao gồm hai phần là giới và định, và phương diện minh đức thì là tuệ. Thì một lần nữa đó, minh và hạnh này cũng là con đường giới trình tuệ, cũng là con đường bắt chánh đạo. Nhưng mà Đức Phật Ngài có nhiều cách trình bày. Dạ, có khi Ngài nói là bát chánh đạo, có khi Ngài nói có tam học giới định tuệ. Rồi ở đây thì có hai là minh và hạnh, nhưng mà kỳ thật đều là những pháp giống nhau. Dạ, giống nhau trên con đường tu tập. Một trong những cái khó của đời sống tu tập, thưa quý vị, là tìm được cái khả năng quân bình giữa hạnh đức và minh đức. À, cũng như là một vị mà đi vào trong đời sống tu tập, có đôi lúc tập trung quá nhiều vào việc học kinh điển, nhưng mà không có làm tốt những cái hạnh. Hạnh này rất là quan trọng. Chúng tôi có nghe nhiều vị hòa thượng, chứ không phải một vị, những vị trưởng lão, các vị nói rằng chỉ tăng vào trong chùa lo học không, mà không có làm công quả để lao dọn chùa chiền phụng sự cho Tam Bảo, hay là giúp những người Phật tử tu tập giải cái chuyện bằng pháp, thì mình không có lo phục vụ, thì lâu ngày mình cũng hỏng đi. Tại mình chỉ học đặt có một bên là lo học thôi. Nhưng mà nếu vào trong chùa mà cứ lo làm việc mà không chịu học thì đối với kinh điển mà mình có vẻ là không có căn bản thì nó cũng có vấn đề. Thành ra cái hạnh đức nó cũng quan trọng, mà minh đức cũng quan trọng. Ở đây không phải là
mình muốn tách rời chuyện đó làm hai, nói cái này cần cái kia không cần, mà vấn đề là hai bên cần có để bổ túc cho nhau. Thật ra ngài Tôn giả Ananda ra ở đồng cuối đó, sau khi mà ngài giảng về 15 cái hạnh và ba cái minh đức hạnh cộng bị và ba minh đức, thì ngài dùng một cái lời nói của một vị phạm thiên và hình đồng phạm thiên, trong đó vị phạm thiên ca ngợi một vị tu tập là bậc minh hạnh túc. Và dĩ nhiên điều này ở Đức Phật thì rất là cao siêu, và nhưng mà đối với các bậc thánh thượng học đi theo dấu chân của Đức Phật thì minh đức và hạnh đức đều cần và đều tốt hết, và đều phải được song hành. Và những vị mà đắc chậm thường là những vị không có đủ cái sự quân bình của hai điều đó, và cũng hơi vất vả. Vị nào mà có đủ cái quân bình thì vị đó sẽ dễ dàng để đi tới. Chúng tôi không biết là cái ví dụ này nó có được dễ hiểu hay không, nhưng mà khi chúng tôi còn nhỏ đó thì chúng tôi có làm một việc, và chúng tôi có làm một việc mà người ở thành ít làm, đó là bơi xuồng. Dạ thưa quý vị, trong cái bơi xuồng đó, một cái người mà biết bơi đó thì người đó hiểu rằng cùng một cái động tác bơi, cái thao tác bơi đó, nhưng mà nó nói lên hai điều. Nó làm hai điều. Một á, là nó tạo nên cái lực đẩy, đẩy tức là cái dầm á, để mà mình đẩy, mình bơi ở dưới nước, mình đẩy chiếc xuồng đi tới. Nhưng mà cũng cái dầm đó, ngoài cái lực đẩy tới, nó còn có lực gọi là lái. Tức là cái người mà không biết bơi xuồng á, thì cái chiếc xuồng nó không có đi thẳng theo con đường mà mình muốn, mà nó quay mũi vòng vòng. Cái này khó đó lắm. Nhưng một người ở bơi xuồng quen rồi đó, là ở trong cái bơi xuồng đó vừa là có lực đẩy tới, mà là vừa có cái cách để lèo lái nó thẳng. Vì nào có bơi xuồng rồi sẽ biết chuyện đó. Thì cái chuyện mà cái lực đẩy được ví dụ giống như là hạnh đức, và cái lái tượng trưng cho cái minh đức. Nếu mà không có cái không có cái hạnh đức ấy, thì thật ra không có lực đẩy, mà không có cái minh đức ấy, thì cái hướng đi nó không theo được cái hướng đi tốt. Thật ra khi một vị mà bơi xuồng, nó đòi hỏi cả hai, là mình vừa đẩy chiếc xuồng đi tới, mà đồng thời mình phải lái cho nó thẳng theo cái hướng mà mình muốn đi. Thì cũng vậy, một cái vị thánh hữu học về tinh vô lượng là phải có đủ cái khả năng quân bình giữa hai cái minh và minh đức và hạnh đức. Ở trong một cái ý nghĩa còn lại mà chúng ta thấy là tại đây, chắc là Đức Thế Tôn ngài đặc biệt mà dạy Tôn giả Ananda nói về pháp của bậc hữu học. Bởi vì có một điều rất là rõ ràng là một số lớn các vị trong dòng họ Thích Ca đã chứng thánh quả và thánh quả hữu học, nhưng mà không có nghĩa là khi mà chứng thánh quả rồi thì như vậy là đủ nằm yên tại đó. Và chúng ta thường gặp nhau hay khen với nhau là người này học giỏi lắm, người kia ngồi thiền hay lắm, vân vân. Nhưng mà những cái gì mình khen đó, nó chỉ là một cái lối sống, một mức độ nào đó, nó vẫn còn có con đường đưa đến, còn phần còn lại phải đi. Và chính Tôn giả Ananda phân theo lời Đức Phật dạy đã trình bày về hữu học pháp. Ở trong hữu học pháp này, Tôn giả đã cho thấy một điều rất là rõ ràng, đó là hành trình để hoàn tất sự tu tập, mà cái con đường mà cuối cùng mà đạt đến cái đích điểm đó, nó vẫn là một con đường do Đức Phật ngài đề ra, ngài dạy ra. Và con đường đó những vị trong dục Thích Ca còn phải tu tập rất là nhiều. Thưa vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ nhân bài kinh hữu học ở trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì bạch sư tọa Từ Siêu, không biết Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Từ Siêu đang ở trước máy và Thượng tọa nghe được, thì xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ nói cho vài điều, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào cùng phần thảo luận.
Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tế siêu, thượng tọa có nghe được không? Quý vị quan chính thức không? Giờ có thấy thượng tọa tế siêu có mặt ở chỗ mấy phần? Dạ thượng tọa siêu. Giờ quý vị quan đi phơi có biết này chế của đại điện Phật tỉnh nữa. Thượng tọa Pháp Tân nghe, dạ, không biết thượng tọa có Pháp Tân thượng tọa có nghe được không? Và nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Dạ, giờ, dạ xin được kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Thiệt gia và tại gia, nhưng mà Chí Tôn Giả Năng Đa mô tả ở tại đây về pháp hữu học á, thì có vẻ dường như là mong là phần lớn nói về giới định tuệ, nói về con đường tu tập của người xuất gia, có phải chăng? Xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ làm sáng tỏ về điểm này, kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Tọa Minh Hạnh, Pháp Tính, Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì con nghĩ rằng là thật sự ra thì cái đạo lộ tu tập của Phật giáo là giới định và tuệ. Bởi vì nếu như bậc thánh mà thực hành trọn vẹn giới định và tuệ đó thì đạt đến cái quả lị và vị vô lậu giải thoát, tức là bậc A-la-hán. Thì ở đây con nghĩ rằng khi một người xuất gia đó là có một cái lý tưởng tu tập để hướng đến cái sự giải thoát đó, thì là phải thực hành ở trong cái đạo lộ đó. Mặc dù là như thế nào đi nữa thì ở đây khi mà nói rằng pháp hữu học thì theo con nghĩ rằng pháp hữu học đó là pháp mà mình còn phải phấn đấu để hướng đến cái sự giải thoát. Chứ thế con nghĩ rằng không phải là hoàn toàn ở trong cái bài học này, thì không phải là hoàn toàn chỉ cho các bậc thánh hữu học, mà là đối với một cái người phàm phu có một cái lý tưởng tu tập để hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng khi một người xuất gia đó thì điều trước tiên đó là mình cần phải làm sao cho thân khẩu ý của mình được tốt đẹp, tức là mình phải giữ gìn cái điều học mà Đức Phật đã ban hành, cố gắng để gìn giữ những điều đó. Thì nhưng mà mình hành trì những điều đó đó là để mà mình tốt cho cái đời sống tu tập của một cái người xuất gia. Thì trước tiên đó con nghĩ rằng một người hành làm cho cái thân của mình, tức là cái dù là mình có hành động gì đi nữa thì mình tránh xa những cái hành động mà gây đến những cái nghiệp bất thiện. Rồi khi mà mình nói năng cũng vậy, mình cũng tránh xa những cái lời nói mà gây ra cái nghiệp khẩu bất thiện. Như vậy thì mình cũng đã hướng đến cái sự ngăn chặn, làm cho cái ngăn chặn những cái hành vi xấu, không tạo nghiệp bất thiện, không tạo nghiệp bất thiện. Để từ đó đó thì khi mà mình hướng đến cái đời sống nội tâm, tức là mình tu tập và thiền tập ở trong đời sống, thì cái nội tâm của mình nó được an ổn. Bởi vì cái sự trau dồi của một cái người tu tập như là ngày như là ngài Bố Sát Thái Cô Xá ngày nói rằng giới là một cái hàng rào để ngăn ngừa những cái
cái hành vi xấu của mình, hay là giới là tạo cho cái sự bất hối, tức là không có để cho cái tâm của mình nó sinh ra những cái trạng thái hối hận hay là hối tiếc bởi cái hành vi của mình. Cho nên nếu một người mà giữ gìn cái điều học, hành trì những cái giới học mà Đức Phật đã ban hành á, đó là cái nền tảng tốt đẹp để giúp cho cái nội tâm của mình được tịnh. Khi mà mình hành thiền, mình có cố gắng thì hành thiền, bởi vì cái nội tâm mà được an tĩnh thì cái tâm mới định tĩnh, thì cái tâm được định tĩnh thì mình mới có thể đạt được cái sự an lạc ở trong cái việc tu tập thiền tập của mình. Cho nên con nghĩ rằng là khi mà mình còn phải phấn đấu, còn phải cố gắng để loại trừ phiền não, cũng như là đối với người phàm phu á, để muốn được giải thoát thì thanh lọc những cái phiền não. Còn đối với bậc thánh hữu học á, thì càng cũng còn phải phấn đấu để mà rồi nỗ lực của chính mình loại trừ những cái phiền não còn lại. Còn đối huống chi là đối với những cái người phàm phu á, thì lại càng phải nỗ lực hơn nữa, Cho nên là cái việc mà làm cho cái nội tâm an tịnh, ví dụ như mình hành thiền, mình trao dồi cái nội tâm, rồi mình định tĩnh trong cái tâm của mình, hay hoặc là mình có chánh niệm ở trong cái đề mục mà mình đang theo dõi, thì con nghĩ rằng cái tâm nó tránh đi những cái sự mà chao đảo, rung động hay là trạo cử ở trong cái nội tâm của mình. Thì như vậy đó, thì đó là giúp cho cái tâm của mình được an tịnh, giúp cho mà nội tâm của mình được an tịnh. Và khi mà cái nội tâm của mình thật sự là có được cái sự an tịnh, thì cái trí tuệ mình có thể là có đủ cái sự bén nhạy để mà thấy được cái sự biến diệt, sanh diệt vô thường, khổ vô ngã ở trong chính giới cái thân năm uẩn của mình. Thì từ đó mình mới thấy rằng là chính cái ngã chấp, chính cái sự tham ái đối với tự thân, ái luyến với cái tự thân, rồi tham ái sanh khởi từ đó. Thì một cái người mà đoạn tận được những cái sự tham ái, đoạn tận được cái sự ngã chấp đối với tự thân của mình, đối với năm uẩn của mình, thì cái người đó họ mới đạt được cái sự giải thoát. Cho nên con nghĩ rằng trong cái cuộc tu này đó, thì trên giai đoạn của một giai đoạn của một cái người phàm phu mà để trở thành một bậc thánh, thì con nghĩ rằng nhiều cái thiện pháp để mà mình thực hành, ngoài cái việc trao dồi giới định tuệ, thì mình còn phải rất là nhiều sự nỗ lực trong cái việc hành các cái thiện pháp khác, từ cái việc bố thí cúng dường, từ cái việc cung kính, rồi từ cái việc tìm hiểu, học hiểu, suy tư về lời dạy của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật. Thì cái đó nó là một cái duyên để hỗ trợ cho cái việc thiền tập cho đời sống của mình. Như vậy thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng đối với một cái người mà gọi là pháp hữu học ở đây, thì là một trong những cái pháp còn phải là một cái người thực hành, còn phải phấn đấu để hướng đến cái đạo lộ giải thoát, đạo lộ giải thoát. Mà nếu như một người xuất gia đó mà có một cái lý tưởng giải thoát, thì mình cũng không thể nào bỏ được cái việc thực hành giới, định và tuệ ở trong đời sống của mình, bởi vì cái đó là cái nền tảng cốt lõi của một cái vị hành giả tu tập. Nếu mà mình tu tập gì đi nữa mà nếu không có giới định tuệ, không có nền tảng đó, gọi là ba pháp vô lậu học, tam vô lậu học đó, thì mình cũng khó được có được cái sự giải thoát. Cho nên là phiền não thì có thể là rất là nhiều, và cũng không phải nói là hoàn toàn là một ngày hay là một kiếp mà mình có thể đoạn tận. Nhưng mà nếu như một người một ngày một kiếp mà đoạn tận, thì con nghĩ rằng trong quá khứ người đó cũng đã là từng từng tu tập rất là nhiều rồi.
Cho nên là bây giờ thì họ đạt được cái sự thành tựu đó. Còn chúng ta thì nghĩ rằng là mọi cái pháp thực hành để hướng đến cái đạo lộ giải thoát đó là thực hành giới, thực hành định và thực hành tệ, dù là trên phương diện của một người phàm phu, thì mình cũng vẫn có được cái sự an lạc và đã có được cái sự hữu ích trong cái đời sống xuất gia của mình. Con nghĩ là như vậy. Cho nên là không phải là chỉ hoàn toàn là chỉ cho hữu học, ở đây là chỉ cho bậc thánh, mà hữu học con nghĩ ở đây là một cái giai đoạn của một người phàm phu còn phải phấn đấu để hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Mà hướng đến đạo lộ giải thoát đó, không ngoài cái chi đó là con đường gọi là bát chánh đạo, hay là con đường đạo lộ, con đường phạm hạnh, tức là giới, định và tuệ, để rồi mình có được cái sự an lợi lạc trong con đường tu tập của một cái người, một vị hành giả tu tập. Con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Bích Tha giá, dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh ngài Từ Siêu Từ Bi thảo luận câu hỏi số 2 dùm mặt. Dạ con kính nhân mít đến ngài, cảm ơn đạo tràng. Anh Đức Mục Bích Tha, có lẽ thì tôi rất đậm bận việc nên không có điều họp được. Chúng tôi vừa thấy có câu thảo luận số 2 do thượng tọa giáo tập biên soạn. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận này ở trong bài kinh trong cái đoạn cuối đó, như vậy này Mahanama, người thánh đệ tử gọi là minh cụ túc hạnh cụ túc và minh hạnh cụ túc. Hồi này Mahanama Phạm Thiên Sanang Kumara cũng có nói lên bài kệ như sau: chúng sanh tinh giai cấp, phương tập là tối thượng, vị minh hạnh cổ túc, tối thắng ở nhân thiên. Này Mahanama, bài kệ được Phạm Thiên Sanang Kumara khéo hát, không phải vụng hát, khéo nói không phải vụng nói, có ý nghĩa không phải vô nghĩa, và đã được Đức Thế Tôn ấn khả. Thì ở đây thưa quý vị, khi Tôn giả Ananda thuyết giảng và đúc kết như vậy, phải chăng bài kinh này, theo bài kinh này thì danh gọi minh hạnh túc có thể dùng cho các đệ tử Phật? Ở đây thưa quý vị,
Nếu ở đây tôn giả Ananda sau khi phân tích giảng giải những cái pháp của bậc hữu học và tôn giả đã nói như vậy, Đức Thế Tôn cũng ấn khảm. Rồi Thế Tôn ngồi dậy nói với tôn giả Ananda: lành thay này Ananda, thật tốt đẹp thay này Ananda, ngươi đã giảng hữu học đạo cho các sắc giác Thích Ca ở Kamalawatthu Ca Tỳ La Vệ. Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư ứng khả và các vị sắc giá ở Kamalawatthu quan hệ tính thọ lời tôn giả Ananda dạy. Thì thưa quý vị, bình thường chúng ta nghe nói đến 10 hồng danh của Đức Phật: Itibiso Phakwa Arahant Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanu v.v. Đức Thế Tôn bậc cung cúng chánh đính tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải v.v. Thì chúng ta nghĩ rằng cái hồng danh gọi là minh hạnh túc Vicca Charana Sambanu là chỉ có Đức Phật mới xứng đáng được cái hồng danh đó. Nhưng theo sự phân tích của tôn giả Ananda khi mà thuyết về cái pháp hữu học, thì tôn giả đã trình bày cái pháp hữu học gồm có thành tựu giới hạnh, hộ trì các căn, tiết độ ẩm thực, sống tỉnh thức, có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, đa văn, tinh cần, có niệm, có trí tuệ, chứng trú sơ thiền, chứng trú nhị thiền, chứng và trú tam thiền, chứng và trú tứ thiền. Như vậy tất cả là 15 pháp. Thì ở trong 15 cái pháp này được gọi là 15 cái hạnh Charana Sambandhu. Và một vị hữu học một vị thánh đệ tử do chứng đắc được các thiền và với những cái pháp hạnh khác, nên vị này chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh, tức là chỉ cho ngũ thiền hay là tứ thiền, nhớ đến đời sống quá khứ sai biệt tức là túc mạng minh. Khi chứng được xả niệm thanh tịnh này,
với thiên nhãn thanh tịnh, thuần tịnh siêu nhân, nghĩa thấy sự sống chết của chúng sanh. Đây gọi là sanh tử minh. Và vị thánh đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, đoạn tận các lục hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với thắng trí chứng đạt, chứng ngộ vạn trú vô lậu tông giải thoát, tuệ giải thoát. Đó gọi là lậu tận minh. Thì như vậy, theo cái sự mô tả về cái Sekha Patipada, tức là hữu học đạo, thì vị ấy cũng gọi là bậc minh hạnh túc. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu rằng là minh hạnh túc của Đức Phật thì hạnh đi đâu với minh, gọi là minh hạnh túc, chỉ cho chư Phật và chư vị A-la-hán. Còn nếu như tuần tự sau khi tu tập và có được từng hạnh cho đến đủ 15 hạnh, rồi chứng đắc từng thứ minh, mặc dù kể chung thì cũng là minh hạnh túc, đủ 3 minh và 15 hạnh. Nhưng mà đối với vị hữu học thì có cái sự tiến bộ dần dần, nó không có đầy đủ. Và theo ở trong chú giải đó, thì chỉ có vị A-la-hán là có minh hạnh túc như là Đức Phật. Còn bậc hỗn hợp thì không có đủ. Vì sao vậy? Bởi cái lậu tận minh đó, nếu mà vị ấy đạt được thì vị đó đã là vị A-la-hán rồi, chứ không còn là hỗn hợp, đã trở thành cái bậc vô học. Ở đây chúng ta cũng nên lưu ý điều đó. Cũng ví như trường hợp sanh khởi sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Nhưng mà đối với bậc thinh văn và thánh thiên văn thì đắc sơ đạo sơ quả rồi dừng lại cũng có. Đắc hoặc là đắc sơ đạo sơ quả, vì đạo như quả, tu đà quần, tu đà hàm rồi dừng lại ở đó cũng có. Hoặc là đắc sơ đạo, vì đạo, tam đạo rồi dừng lại ở đó cũng có. Cũng có trường hợp một vị thinh văn đắc sơ đạo
sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Một lúc đối với Đức Phật thì Ngài cũng chứng đắc bốn đạo bốn quả cùng một lúc như vậy. Nhưng mà cái đặc biệt hơn là khi đạt được tứ đạo tứ quả thì Ngài có được cái nhất thiết chủng trí. Cái điểm này là điểm đặc biệt của một vị toàn giác Sapanyu. Chứ hạng thinh văn thì chỉ đạt sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, thứ đạo thứ quả, và không có nhất thiết chủng trí, bởi vì là hạng thinh văn. Thì do vậy 15 hạnh và 3 minh này thì các đệ tử Phật cũng được gọi là vị đầy đủ minh hạnh túc. Nhưng mà không phải vị nào, một vị đệ tử của Đức Phật, vị nào cũng có đủ minh hạnh túc như thế. Bởi có những vị tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, các vị đó không chứng thiền. Mà nếu không muốn chứng bốn thiền thì chỉ còn có 11 hạnh thôi, chứ không đủ 15 hạnh. Giờ vị đó là vị A-la-hán. Còn khi đắc A-la-hán một vị A-la-hán thinh văn cũng không phải là hoàn toàn các vị đều là những vị có đầy đủ tâm minh. Lậu tận minh thì vị A-la-hán nào cũng có, nhưng mà túc mạng minh, sanh tử minh thì có vị A-la-hán đắc được, có những vị A-la-hán không đắc được. Vì vậy cho nên chúng ta có thể xác nhận là cái danh từ minh hạnh túc có thể dùng cho các vị đệ tử Phật được. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu đó là cái trường hợp bất định, chứ không phải là nhất định. Còn đối với một vị toàn giác, đối với Đức Phật, thì cái việc mà Ngài thành tựu minh hạnh túc thì luôn luôn chư Phật nào cũng là bậc minh hạnh túc, đủ 15 hạnh và 3 minh. Hơn thế nữa, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ lấy minh hạnh túc thôi. Thì ý nghĩa nó là như vậy. Không biết chúng tôi trình bày như vậy quý vị có hiểu được không? Ở trong room chúng ta quý vị có hiểu được không? Nếu hiểu được thì quý vị quan hỷ, còn nếu không hiểu được thì quý vị để đó mai mốt hiểu. Bây giờ không biết Thượng Tọa Giác Đẳng có mặt ở trước máy không? Nếu có xin thỉnh Thượng Tọa trở lại điều họp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thủ kính trình chư tòa tề siêu. Bạch chư tòa tề siêu có một điều mà ở trong bảy cái pháp cao quý mà trong bản dịch gọi là bảy diệu pháp á, bảy pháp cao quý của một vị thánh hữu học á, ở trong có đề cập đến niệm. Thì thường thường chúng ta định nghĩa niệm hay là chánh niệm đó, đó là cái khả năng bén nhạy đối với gì đang xảy ra. Nhưng mà tôi biết người ta ở đây ngày lại mô tả đặc biệt là nói về ức niệm, nói về trí nhớ, nhớ cái gì đã qua, cái gì lâu ngày không bị quên lãng. Thì tại sao cái niệm ở đây tôi đang định nghĩa như vậy, xin chủ tịch Thượng Tọa Hoan Hỷ trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch trên tầng, kính thưa quý vị. Rất hiếm khi chúng ta gặp những cái đoạn kinh mà Đức Phật hay là đệ tử của Đức Phật giảng giải về niệm. Ở đây là trí nhớ. Ở đây tôn giả Ananda đã nói về niệm trong bảy cái pháp, bảy diệu pháp. Vị ấy có niệm thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại, nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Ở đây thưa quý vị, niệm mà chúng ta thường định nghĩa tức là cái sự ghi nhận những gì đang sanh đang diệt, hay là ghi nhận đề mục một cách rõ ràng không có lãng quên, thì chúng ta cứ định nghĩa niệm là như vậy. Nhưng ở đây trong Thanh Tịnh Đạo nhắc đến cả hai trường hợp. Trong cái bước tu tập, tức là rèn luyện niệm, thì là như vậy. Tức là kéo tâm nhớ biết Sanchana, nhớ biết những gì đang diễn ra, tập dần 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 cho đến khi vị ấy thuần thục niệm, tức là thuần thục trí nhớ. Vị ấy nhớ biết việc xảy ra gần đây nhất, như là vị tỳ kheo nhớ biết, nhớ lại sáng nay lúc nào mình đi ra để ra khỏi chùa để đi khất thực. Nhớ thêm nữa là
khi đi khất thực, mình đi qua cái con đường nào có cái sự kiện gì xảy ra trên đường đi, người đó nhớ biết. Rồi người đó nhớ biết ngày hôm qua xảy ra như vậy, đi khất thực như vậy, trở về như vậy. Rồi nhớ biết ngày hôm kia bị nó nhớ biết cho đến nhớ biết lúc mà tái sanh. Rồi nhớ biết vượt qua khỏi cái kiếp sống này, nhớ biết kiếp trước được. Thì như vậy đó là vị này thành tựu được. Bốc bề đi qua xà nút sử tích, tức là túc mạng, túc mạng minh, tức là cái trí nhớ về cái đời sống quá khứ với nét đại cương và chi tiết. Thì như vậy niệm được định nghĩa ở đây, tức là cái sự thành tựu do cái việc tu tập niệm cũng giống như cũng gọi là viết chữ, nhưng mà hồi nhỏ chúng ta bắt đầu học chữ cũng gọi là viết chữ, nhưng mà chúng ta viết chậm chậm, từ từ, viết theo trước hết là viết đồ theo cái đường nét bút chì, hay là những cái dấu chấm chấm cho một chữ A, một chữ B, vân vân, rồi đồ theo đó. Khi đã đồ theo đó quen rồi đó, thì sau này trong một trang ở phía trước, cái hàng trước có chữ A, B, C, A, Á, Ớ, rồi bắt đầu mình viết ngang qua cho nó đầy hàng, cái chữ A không, chữ A không, rồi chữ Ớ, vân vân. Thì khi mà viết xong như vậy đó thì người ta cũng gọi là viết chữ, nhưng mà gọi là tập viết chữ, tập viết chữ. Cho đến khi mà thường thục nữa, hết tiểu học lên tới trung học, rồi hết trung học lên tới đại học, thì lúc bây giờ cũng là viết chữ. Nhưng mà trong cái viết chữ đó không phải là tập viết chữ nữa, mà viết chữ là để thể hiện cái tư tưởng của mình, suy nghĩ về vấn đề đó, cái lý thuyết đó, cái lập luận đó. Cho nên với cái thí dụ này chúng ta cũng nên hiểu, cũng đồng thời là gọi là niệm, nhưng mà niệm trong cái giai đoạn gọi là tu tập niệm nó khác. Và khi mà thành tựu niệm, tức là cái trí nhớ rõ ràng cái chuyện mới, chuyện cũ, chuyện kiếp này, chuyện kiếp xưa, cái đó là thành quả của cái việc mà tu tập niệm. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải, tức là ngài Ananda khi mà ngài nói đến cái pháp của bậc hữu học đó, là ngài đề cập đến 15 hạnh. Trong 15 hạnh đó có 7 diệu pháp, và trong 7 diệu pháp này thì ngài
nói đến cái trường hợp mà Satipa, tức là khó niệm, là nói đến cái sự thành tựu ức niệm hay là thành tựu trí nhớ. Chứ ở cái chỗ này không cần phải nói đến cái phương pháp tu tập niệm, tu tập để tâm có chánh niệm. Chúng ta nhớ hai cái giai đoạn nó khác nhau. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, Thượng Tọa đã bị rớt mic. Dạ, con thấy Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại rồi, con cung thỉnh sư ạ. Sao thú kính trân Thượng Tọa Tự Siêu. Bây giờ để thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu đi nghỉ. Và Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận. Kế tiếp xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Quý vị có thấy Đại Đức Pháp Tính đưa tay không? Quý vị có biết đang thấy Đại Đức Pháp Tính đưa tay không? Không thấy Đại Đức Pháp Tính rồi. Đại Đức Pháp Tính có bạn Trường Tọa Pháp Tính, Trường Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Trường Tọa Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa quan hệ trở lại. Dạ, kính cung thỉnh Thầy Thức Pháp Tính trả lời câu hướng luận số 4. Dạ, kính cung thỉnh Thầy Thức. Thượng Tọa Giác Đẳng hình như là không thấy bàn tay của Đại Đức Pháp Tính đã đưa tay từ đầu, từ khi mà Thượng Tọa lên tiếng. Cho nên bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin thành kính tri ân và đảnh lễ đến sư phụ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Ở trong câu thảo luận số 4 này, hỏi phàm nhân tu tập có được gọi là hữu học hay không? Thì kính thưa quý vị, đối với bậc hữu học đó, là những cái vị thánh tu đạo quần, những vị thánh A-la-hàm, những vị thánh Tư Đà Hàm đó. Vậy thì đối với những cái bậc nào mà hãy mà đoạn trừ được những cái kiết sử, ít nhất là ba kiết sử thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì đối với những cái bậc đó nó sẽ được gọi là bậc thánh hữu học. Chúng ta nhớ Asekha, Asekha có nghĩa là những cái bậc thánh hữu học là những cái vị mà đã đoạn trừ được những cái kiết sử, những cái phiền não, nhưng mà chưa có rốt ráo, chưa có rốt ráo, còn chỉ có cái bậc thánh A La Hán đó thì coi như là cái bậc đó đã đoạn trừ được tất cả các cái lậu hoặc rồi. Thành ra gọi là cái bậc thánh vô học. Vậy thì chúng ta có bậc thánh hữu học, bậc thánh vô học. Có nghĩa là vô học ở đây đó, chúng ta đừng có hiểu lầm rằng là như là không có học. Nhưng mà
những vị đó là do đã đoạn trừ được những lậu hoặc rốt ráo hết rồi, hết những cái phiền não, những cái lậu hoặc rốt ráo hết rồi, thành ra gọi là cái bậc thánh vô học. Vậy thì ở đây đó, ngoài ra, ngoài cái bậc hữu học và vô học này đó, thì chúng ta không còn, chúng ta chỉ còn cái bậc dưới hơn nữa là những cái bậc mà còn phàm phu. Vậy thì những cái vị mà đang còn là đang còn tu tập, chưa có đoạn trừ được một cái kiết sử nào hết, thì lúc đó chưa có được gọi là bậc thánh hữu học, hoặc là có thể là chúng ta chỉ gọi là được là coi như là đang đi ở trên con đường tiến đến bậc thánh Tu Đà Hoàn, đang đi ở trên con đường đó, thì chưa đi hết con đường thì thành ra cũng chưa có được gọi là một cái bậc thánh hữu học. Tại sao mà chúng tôi nói về cái điều đó quý vị? Tại vì có ở trong những cái bài kinh, thí dụ như là bài kinh mà cúng dường phân biệt, ở trong đó có cái đoạn nói rằng là nếu mà mình cúng dường đến một cái vị A-la-hán thì quả báo khác, cúng dường đến một cái vị A-na-hàm thì cái quả báo nó khác, cho đến Tư Đà Hàm, cho đến Tu Đà Quần, rồi cúng dường cho một cái vị mà đang ở trên con đường tu tập hướng đến đạo quả Tu Đà Quần, có nghĩa là hướng đến một cái vị thánh hữu học đầu tiên, thì cái quả báo nó khác. Thì vậy thì ở đây đó thì chúng tôi muốn nói ra cái điều này đến chí vị, để cho chúng ta biết rằng là dù cho cái vị đó đang hướng đến, đang hướng đến thì cũng chưa được gọi là một cái bậc thánh hữu học. Quý vị thấy rằng thường thường á, thí dụ như là một cái người sinh viên á, khi mà đang học đi, khi mà đang học thì dù cho chúng ta gần hết khóa, gần hết cái năm học đó, nhưng mà chúng ta chưa có, chúng ta chưa có thi để mà đậu được tốt nghiệp, lấy cái bằng cấp 3, thì chúng ta chưa, cũng chưa được gọi là tốt nghiệp cấp 3. Dù cho còn có mấy ngày nữa, hoặc là còn có một tháng nữa vân vân, khi nào mà chúng ta cầm cái bằng tốt nghiệp đó rồi đó, thì mới gọi là chúng ta tốt nghiệp cấp 3. Thì cũng vậy, ở đây đó, thì không phải là cái bằng cấp, nhưng mà chúng tôi đưa ra một cái thí dụ để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Thì khi mà mình đang ở trên cái con đường tu tiến, dù cho nó rất là thanh tịnh rồi, chỉ có chờ đợi khi mà tâm đạo sanh lên để mà diệt trừ ba kiết sử, rồi tâm quả sanh lên kế tiếp đó để mà làm nguội lạnh ba cái kiết sử đó luôn. Thì dù cho mình đang ở trên cái con đường tiến đến như vậy đó, tiến đến như vậy, thì lúc đó cũng chưa có gọi là bậc Tu Đà Quần. Thì lúc đó vậy thì chưa có gọi bậc Tu Đà Quần, thì gọi là cái gì quý vị? Phàm phu, thì gọi là còn phàm phu. Cũng như là cái tâm mà Gô Trác Phu cũng vậy, khi mà chúng ta còn ở phía xa này thì chưa có được gọi là bậc thánh. Khi nào mà chúng ta vượt qua được tâm đạo, tâm quả sanh lên, thì lúc đó nó thì mới chính thức là gọi là một cái vị thánh Tu Đà Quần. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Phàm nhân tu tập có được gọi là bậc hữu học hay không? Thì kính quý vị, đối với một cái vị phàm nhân đang tu tập thì chưa có được gọi là bậc hữu học, tại vì cái vị đó chưa có đoạn tận, đoạn trừ được ba cái kiết sử, là một cái vị mà nhập vào cái dòng thánh, nhập lưu một cái dòng thánh đầu tiên, một cái bậc thánh đầu tiên, mình chưa có đoạn trừ được phiền não lậu hoặc, chưa có đoạn trừ được kiết sử, chưa có bước vào cái vòng thánh, cái dòng nước thánh, thành ra không có gọi là bậc hữu học. Do vậy mà ở trong cái câu này thì chúng tôi muốn nói rằng là phàm nhân tu tập, đang tu tập hay là đã tu tập vân vân, thì cũng chưa có được gọi là một cái bậc thánh hữu học. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trả lời qua cái câu thảo luận số 4 này. Có lẽ câu thảo luận số 4 này thì cũng đã hết thời gian sinh hoạt của chương trình lớp Phật Pháp Buddha Tâm Má rồi. Bây giờ chúng tôi xin được thay mặt chư tăng, thay mặt hội chúng trong room,
Chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức tăng đã vào rung thiết giảng, và xin chúc quý ngài có một đêm một ngày an lành, cũng chúc cho quý cô tu nữ các vị Phật tử có một ngày một đêm an lành. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy trở lại với lớp học để tri ân chư tôn đức tăng, sau đó để bằng hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép không cô Nguyên Xuân nha. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con tri ân sư. Dạ, con xin phép Nguyên Xuân, xin phép đạo tràng, con xin đọc thông báo để con sợ con phốt lên thì quý ngài và quý vị không thấy được, nên con xin phép được cầm mic con đọc thông báo. Dạ, 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 chúng con xin thông báo đổi giờ. Dạ, kính thưa quý ngài và quý vị, kể từ Chủ nhật ngày 1 tây tháng 11, Trung sẽ sinh hoạt theo giờ mùa đông Hoa Kỳ sớm hơn nửa tiếng, Việt Nam trễ hơn nửa tiếng, tức là Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Hiếu Thanh thì từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. Dạ, con chỉ đọc ngắn tắt vậy thôi, là để cho đạo tràng quý ngài và quý vị biết được để chuẩn bị, để quý vị không có biết. Dạ, rồi đã bắt đầu một tay bạch sư. Dạ, bắt đầu một tay tháng 11. Dạ, con xin phép. Dạ, kính mời cô Nguyên Sưng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Sa thú lành thay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu học, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu âm đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.